chương 931, ngươi không muốn liền tính. Mau tới rồi rừng chút thời điểm. Đổi mới mau vô quảng cáo. Tống chí rốt cuộc nhịn không được cùng Dương Hạo nói chuyện. "Uy, ngươi vẫn là kêu sư phó của ta đi, ngươi lợi hại như vậy, kêu sư phó của ta, giống như còn rất có thành tựu cảm. Tống chí vỗ vỗ chính mình ngực, ta coi như ngươi là ta dạy dỗ ra tới hảo. Dương Hạo đầy đầu hắc tuyến, hảo đi. Không thành vấn đề. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi thương lượng một chút đi Đông Dương phái làm cái gì hảo, tống chí hứng thú bừng bừng lôi kéo dương hạo đi rừng trúc sau đó cũng mặc kệ tần húc còn có tới vận đang làm cái gì trực tiếp lôi kéo dương hạo vào chính mình trúc xá sau đó cấp trúc xá lộng thượng kết giới phòng ngừa người, người khác nghe lén Ngoại tàu sư phó tần húc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền thấy được tống chí mang theo dương hạo chạy như điên lại đây chính mình còn không có tới kịp chào hỏi hai người liền vào trúc buông tha bên trong còn cái gì đều nhìn không thấy đây là tình huống như thế nào a à, tới vận cũng là vẻ mặt mộng bức hai người nhìn nhau liếc mắt một cái đều phản phất là từ đối phương trong mắt mặt phát hiện cái gì đến không được đồ vật. Đông Dương phái bên trong người, tuy rằng đại đa số thực lực đều không cường, không am hiểu đánh nhau, cũng không am hiểu giao tế, chính là bởi vì sẽ luyện đan, thứ tốt người khác đều đều ba ba vội vàng đưa đi qua, cho nên Đông Dương phái phòng ngự rất cường đại, cũng thực cảnh giác, ngươi nếu là đơn độc đi Đông Dương phái, khẳng định là bị nhìn, nhưng là ngươi đi theo Triệu Hề Vũ liền không giống nhau. Đến lúc đó ngươi đem đan phương cấp Triệu Hề Vũ, sau đó lừa Triệu Hề Vũ đi luyện đan, ta liền lấy cớ thượng c sau đó, Tống Chí hướng tới Dương Hạo nhướng mày, ngươi hiểu Dương Hạo nghe Tống Chí kế hoạch, hình như là không có gì tật xấu, hắn do dự một chút, hỏi: "Sư phó, ngươi lời nói thật nói cho ta, đến lúc đó Đông Dương phái nếu như bị chứng minh rồi là Đông Dương phái gian tế, sẽ thế nào?" "Sẽ thế nào?" "Ta như thế nào biết?" Tống Chí khó hiểu gãi gãi chính mình đầu, "Ngươi quan tâm cái này làm cái gì, chúng ta nhiệm vụ chính là nghĩ cách đem chuyện này cấp điều tra rõ ràng, đến lúc đó khác đều là bọn họ sự tình." Chính là Triệu Hề Vũ, Dương Hạo có chút do dự, mặc kệ nói như thế nào, Triệu Hề Vũ thật sự là một cái không tồi cô nương. Tống Chí nghe được Dương Hạo nói, cho rằng dương hạo là thích thượng triệu hề vũ không cấm bóp cổ tay thở dài bắt đầu giáo huấn dương hạo dương hạo a à dương hạo ngươi lợi hại như vậy như thế nào liền như vậy không biết cố gắng ta nói cho ngươi không cần bị sắc đẹp thu hoạch cái kia triệu hề vũ lại xinh đẹp cũng chính là một cái luyện đang cuồng ma có cái gì tốt còn không bằng đưa biển nhi dương hạo lắc đầu ngươi nghĩ đến đâu đi chỉ là triệu hề vũ đem ta coi như bằng hữu ta lại yếu hại hắn cái gì hại nàng không hại nàng chúng ta lại không phải đi hãm hại nàng nếu đông dương phái thật sự không có vấn đề ta cũng sẽ không làm cái gì nếu Đông Dương phái có vấn đề. Như vậy, cũng là nàng trừng phạt đúng tội. Tống Chí nhưng thật ra tưởng rất rõ ràng, cho nên, những chuyện ngươi làm cũng không sai. Có sai cũng là người khác. Dương Hạo lắc đầu, không có đang nói cái gì. Tống Chí thấy được Dương Hạo vẻ mặt thâm trầm bộ dáng, không cấm đến lắc đầu, bắt đầu oán giận lên, ta ghét nhất làm nhiệm vụ, nói thật, không biết ngươi vì cái gì một hai phải ba ngày sau mới đi Đông Dương phái, sớm một chút kết thúc không hảo sao. Dương Hạo lười đến nghe Tống Chí oán giận, vuốt bụng nói, ta đói bụng. Đói bụng đi thôi, chúng ta đi ăn cái gì? Tống Chí nghe được Dương Hạo đói bụng, hăng hái, ta đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, đêm nay cho các ngươi làm bữa tiệc lớn. Tống Chí như vậy nói, dây tiếp theo, người đã là không thấy. Dương Hạo từ trúc xá ra tới, liền thấy được tới vận còn có Tần hút mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chính mình, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hai người ánh mắt có chút kỳ quái. Nhanh như vậy. Liền xong rồi. Tần hút không thể tưởng tượng. Sư phó, ngươi không sao chứ? Tới vận cũng là nhìn chầm chầm Dương Hạo không có việc gì a à, làm sao vậy dương hạo nhìn hai người hỏi không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo không như thế nào chính là một ngày không có nhìn thấy sư phó ngươi thật là tưởng niệm tần hút cười ha hả nói duỗi lớn lên cổ tìm tống chí người khác đâu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn nấu cơm đi dương hạo nói thực mau tống chí liền đã trở lại mang theo tràn đầy một túi càng không đồ vật đầu tiên là lôi kéo tới vận đi trong phòng bếp trợ thủ sau một lúc lâu lúc sau đem tần hút cũng kéo vào đi rửa rau đương tống chí còn cảm thấy nhân thủ không đủ chuẩn bị lôi kéo dương hạo cũng tiến phòng bếp thời điểm dương hạo một cái thủ thế liền cự tuyệt hảo 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 ngươi không muốn liền tính tống chí lắc đầu tống chí làm rất nhiều ăn xem tới vận đều nhịn không được chảy nước miếng càng đừng nói tần hút chờ tới rồi đồ ăn thượng đầy đủ hết lúc sau tống chí còn đơn độc đến lấy ra tới một cái hộp đồ ăn cấp dương hạo nhà đây là một ít nữ hài tử thích đồ vật trừ bỏ đồ ăn còn có điểm tâm trái cây gì đó ngươi thu hảo cơm nước xong sau cho ngươi đưa uyển nhi cô nương đưa qua đi Dương Hạo bị Tống Chí Ân cần thái độ dọa tới rồi, không cấm nhướng mày. Ăn cái gì ăn cái gì? Tống Chí nói. Bốn người lại là một trận gió cuốn mây tan, một bàn lớn ăn tinh quang, liền kém liếm mâm, Tần Húc ăn xong rồi còn tức giận bất bình, sư phó, ngươi như thế nào ăn nhanh như vậy, ngươi không phải có thể tích cốc đến sao? Tống Chí đánh cái no cách, ngươi biết cái gì, sư phó của người ta nếu là ăn cái gì không mau, đã sớm chết đói. Làm Tần Húc không mặt mũi nói thêm gì nữa ăn xong rồi về sau tống chí chủ động yêu cầu chỉ điểm tới vận còn có tầng hút tu luyện làm dương Hảo đi cấp đưa uyển nhi tặng đồ dương hạo tổng cảm thấy tống chí có một ít cái gì âm mưu bất quá rốt cuộc là không nói gì thêm dẫn theo hộp đồ ăn liền đi qua đúng là chạng vạn thời điểm cửu hoa sơn vẫn là người rất nhiều có thể thấy được rất nhiều đệ tử ở cửu hoa sơn ngôi cao mặt trên tu luyện giao lưu rất là náo nhiệt chính là vừa đến núi tuyết chính là nói không ra quản của ẻ không có bị thu làm chính thức đồ đệ đệ tử đều là từ nấu cơm múc nước nhất cơ sở làm khởi bình thường ở bên nhau giao lưu kỳ thật cũng rất vui vẻ chính là bị thu làm đồ đệ đệ tử liền không giống nhau chỉ có thể đủ ở chính mình địa phương tu luyện tuy rằng có sư phó sư huynh sư tỷ chính là rốt cuộc tuổi kém quá nhiều rất khó nói đến cùng nhau giống đưa uyển nhi như vậy liền càng thêm bê thôi sư tỷ nghiêm khắc sư phó vừa ra khỏi cửa chính là mấy tháng nhiều năm núi tuyết chỉ có chính mình một người một cái tiểu nữ hài như thế nào sẽ chịu được dương hạo quá khứ thời điểm quả nhiên thấy được đưa uyển nhi một người ngồi ở núi tuyết ngôi cao bên cạnh ở nơi đó phát ngốc bên ngoài cảnh sắc thực không tồi chính là cũng không có xem vào đưa uyển nhi trong mắt mặt đưa uyển nhi bóng dáng có vẻ thập phần cô đơn thương tâm uyển nhi dương hạo đi tới tống uyển nhi bên người nhẹ nhàng kêu một tiếng tống uyển nhi quay đầu lại thấy được là dương hạo lộ ra tới một cái nhàn nhạt tươi cười kia tươi cười nhu nhược lại sáng ngời thập phần đẹp chương 932, nói hay là không ngươi như thế nào lại lại đây ngươi giống như rất không chào đón ta dương hạo cười cười dẫn theo hộp đồ ăn làm được đưa uyển nhi bên cạnh đưa uyển nhi lắc đầu không có không có không chào đón ngươi chỉ là ta không biết nên nói như thế nào làm sao vậy ngươi cũng có chuyện tình phải làm đi không thể đủ luôn vây quanh ta xoay quanh đưa uyển nhi nói đã từng thời điểm nàng không rõ tu luyện là cái gì chính là đã biết về sau liền biết tu luyện là thực tiêu phí thời gian sự tình hơn nữa học vô chừng mực dương hạo liền tính là ở lợi hại cũng vẫn là yêu cầu tiếp tục tu luyện làm sao vậy vây quanh ngươi xoay quanh ngươi còn không vui dương hạo nói một bên mở ra hộp đồ ăn một mâm một mâm từ hộp đồ ăn bên trong đào đồ vật ra tới một dây bãi đầy thật lớn một khối địa phương. Xem ra cái này tống chí thật đúng là thực dụng tâm A. Thấy được Dương Hạo đưa tới nhiều như vậy, bên kia đưa Uyển Nhi bất đắc dĩ, ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật lại đây, ta như thế nào ăn cho hết A. Ăn không hết liền mỗi cái nếm một ngụm, ta nhìn xem ngươi thích ăn cái gì. Dương Hạo nói. Ngươi. Ta ăn. Đưa Uyển Nhi nói. Uyển Nhi, ngươi tu luyện là vì cái gì? Nhìn đưa Uyển Nhi ăn cái gì, Dương Hạo nhìn không được hỏi. Vì cái gì? Đưa Uyển Nhi ngẩn người ngay sau đó nói, tu luyện chính là vì tu luyện mà thôi, không vì cái gì. Ta mới không tin ngươi nói những lời này, tu luyện chính là tu luyện. Không vì cái gì. Dương Hạo cười cười, ta chính là nhớ rõ. Lúc trước ngươi nhưng không muốn tu luyện. Ta. Viễn Nhi, tu tiên giới, nói chuyện yêu đương, cũng không phải cái gì cấm kỵ. Ngươi thích chính hoa đạo trưởng, cũng không phải cái gì cấm kỵ. Dương Hạo nói. Đưa Viễn Nhi trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể đủ nhìn Dương Hạo. Dương Hạo mỉm cười lên, Viễn Nhi, nhưng là, ngươi phải có tư cách đứng ở chính hoa đạo trưởng bên người, liền nghiêm túc tu luyện đi, chỉ có có một ngày, ngươi đạt tới nhất định trình độ, hắn mới có thể quan tâm ngươi chỉ có ngươi đạt tới nhất định trình độ, mới có tư cách cùng hắn ở bên nhau. Là cái dạng này sao? Đưa Uyển Nhi lẩm bẩm tự nói cúi đầu, chính là, chính là ta có thể đạt tới hắn như vậy độ cao sao? Hắn người như vậy, thật sự là quá hoàn mỹ, ta, ta không biết nên thế nào, mới có thể đủ đuổi theo hắn. Ngươi có thể. Dương Hạo nói. Ta không thể nếu ngươi liền đuổi theo hắn tâm đều không có cần gì phải nói cái gì thích hắn dương hạo cười lạnh một tiếng đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn đưa uyển nhi ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đem nghĩ thông suốt liền tới tìm ta ta có thể cho ngươi trở nên cường đại lên ta à, đưa uyển nhi còn không có nói chuyện bên kia dương hạo đã là rời đi đưa uyển nhi không cấm ngốc lăng ở không biết dương hạo rốt cuộc là làm sao vậy dương hạo rời đi lúc sau cũng là có chút mộng bức chính mình vừa rồi đối đãi đưa uyển nhi thái độ tự hồ quá nghiêm khắc một ít đi chính là cái này đưa uyển nhi không đối đãi hắn nghiêm khắc một ít, căn bản chính là một cục đá a. À. Dương Hạo đi đưa Uyển Nhi nơi đó là ẩn tàng rồi hơi thở, bởi vì sợ người khác thấy đối đưa Uyển Nhi ảnh hưởng không tốt, cho nên trở về thời điểm lại tưởng đưa Uyển Nhi sự tình, cũng không có giải trừ che giấu, sau đó rơi xuống xuống dưới, liền thấy được Tống Chí đem tới vẫn còn có tầng hút treo ở trên cây, cả lơ phất phơ ngồi ở một khối trên tảng đá, nói, các ngươi hai cái, nói hay là không. Dương Hạo thấy được cái này tình cảnh, tức khắc liền minh bạch Tống Chí là hỏi cái gì vấn đề, cái này Tống Chí, quả thực chính là một cái tâm cơ kỹ nữ ta không biết, ta có thể nói cái gì, quan uổng A sư phó. Chính là A sư phó, sư huynh là chúng ta nửa đường thượng nhận thức, chúng ta tuy rằng rất quen thuộc, chính là không biết sư huynh rốt cuộc là cái gì tu vi A. Tới số phận, tới vận cái này lời nói lại là không có nói sai. Rốt cuộc, tới vận phía trước đối tu luyện không có gì khái niệm, cũng không hỏi quá Dương Hạo cái gì cảnh giới, Dương Hạo cũng không có đã nói với bọn họ, bọn họ chỉ biết Dương Hạo rất lợi hại. Ta mới không tin đâu, các ngươi hai cái nhảy ranh. Sư phó, đây là ngươi theo như lời chỉ điểm sao? dương hạo chậm rì rì ngồi ở tống chí bên cạnh tống chí bị hoảng sợ gặp quỷ giống nhau nhìn dương hạo đã lâu không có phản ứng lại đây phải biết rằng tuy rằng tống chí là nhìn tới vẫn còn có tần hút chính là vì sợ dương hạo đột nhiên trở về là để lại thần thức không nghĩ tới dương hạo có thể làm được vô thanh vô tức liền đến chính mình phía sau bộ dáng này nói dương hạo thực lực chẳng phải là so với chính mình càng thêm cường đại dương hạo như vậy cường đại thực lực cư nhiên còn đi tới đến thiên phái bái sư này thấy thế nào đều cảm thấy có chút ý đồ gây rối a à chính là, liền tính là ý đồ gây rối cũng sẽ không như vậy rõ ràng đi. Dương Hạo nhìn qua một chút kỹ thuật diễn đều không có, dễ dàng liền bại lộ chính mình thân phận. Tống Chí như vậy nghĩ, quay đầu lại, đối Dương Hạo nở nụ cười, a ah ha 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 ha. Cái này, tùy tiện hỏi hỏi sao? Dương Hạo cũng không thèm để ý Tống Chí làm loại chuyện này, ngồi ở Tống Chí bên cạnh, nhàn nhạt nói, ta tới nơi này, chỉ là vì Tống Biển Nhi tới. Ha. Tống Chí trong lúc nhất thời không có nghe hiểu Dương Hạo đang nói cái gì. Ân, chính là vì Tống Biển Nhi dương hạo ật gật đầu sau đó vỗ vỗ tống chí bả vai ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không đối đến thiên phái có chỗ hỏng chỉ có chỗ tốt tống chí ở trong lòng mặt mắt trợn trắng ngươi nói có chỗ lợi liền có chỗ lợi a bất quá tống chí thật là đánh không lại dương hạo hơn nữa dương hạo còn giúp chính mình không ít sự tình không cấm nói hảo ta tin tưởng ngươi bất quá cái gì dương hạo hỏi bất quá ngươi về sau muốn đi theo ta ra nhiệm vụ tống chí bài trừ dương hạo không có nguy hiểm lúc sau lập tức đối dương hạo nói ra như vậy yêu cầu dù sao dương hạo như vậy đại năng không cần bạch không cần. Ta không phải đã cùng ngươi ở ra nhiệm vụ. Dương Hạo miễn cười nói. Tống chí gật đầu, phất tay, xoát một chút, tới vẫn còn có tầng hút hai người từ giữa không trung rơi xuống, còn không có phản ứng lại đây, bên kia tống chí đã là miễn cười nhìn hai người, ta nói, các ngươi hai người cho ta hảo hảo luyện công A, không cần lười biến. Tới vẫn còn có tầng hút chỉ có thể đủ mộng bức gật gật đầu, tốt, sư phó. Nhìn hai người ngơ ngác, bên kia tống chí một người chụp một cái tác, thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh đi. Hai người lúc này mới đi thấy được hai người đi lúc sau bên này tống chí mới lôi kéo dương hạo đi tới chính mình trúc xá trên mặt phi thường ân cần tống chí người này nhưng thật ra không tồi ít nhất tiếp thu năng lực là nhất lưu đã biết dương hạo so với chính mình lợi hại còn ẩn tàng rồi tu vi làm chính mình đồ đệ lúc này hắn có thể không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại ngồi ở dương hạo đối diện cùng dương hạo xung xoe chương 933, nói hay là không ngươi kêu gì tới dương hạo đúng không ngươi biết đến rất nhiều phỏng chừng so với ta lợi hại ta hẳn là kêu ngươi một tiếng tiền bối Tống Chí đầu tiên là đi lên cười hì hì nói. Dương Hạo nhìn thoáng qua Tống Chí, nghe thấy được âm mưu hương vị. Ngươi nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Hắc hắc hắc. Tống Chí đụng phải một chút Dương Hạo bả vai, ngươi yêu cầu làm ta đồ đệ thân phận coi như một cái xương khói đạn, tổng phải cho ta một ít chỗ tốt đi. Dương Hạo cười khổ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi liền tiếp tục đi theo ta trang bức thì tốt rồi. Tống Chí nhìn Dương Hạo cảnh giác biểu tình, cười tủm tỉm nói. Dương Hạo, ngươi đáp ứng sao? Tống Chí chớp chớp mắt nhìn Dương Hạo. Dương Hạo bất đắc dĩ gật gật đầu, ta còn có khác lựa chọn sao? Thấy được Dương Hạo gật đầu, bên kia Tống Chí hưng phấn gật đầu nói, vừa rồi ta nhận được truyền âm phù, còn có hai tháng chính là ba năm một lần luyện khí trúc cơ kim đang so đấu. Tuy rằng dựa theo quy củ tới nói, ngươi còn có tới vận còn có tầng hút ba người, đều là vừa rồi nhập môn, không cần tham gia, chính là ta ngươi liền đi tham gia một chút sao? Đến lúc đó ta khẳng định rất có mặt mũi, hơn nữa, ta nói cho ngươi. Hắn còn có thứ tốt có thể lấy. Hảo, ta biết ngươi chướng mắt kia cái này thứ tốt, nhưng là tống chí đáng thương hề hề nhìn dương hạo dương hạo bị tống chí ánh mắt xem phát mau không thành vấn đề ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng tống chí chống cầm cười tủm tỉm nói ngươi nhưng nhớ kỹ không thể đủ đem người đánh chết biết dương hạo gật đầu cùng tống chí nói thỏa lúc sau dương hạo suốt ngày nhàn rỗi mà tống chí cũng không biết chạy tới chạy đi đâu dù sao là không ảnh mà đến vẫn còn có tầng hút hai người ở trong rừng trúc mặt cũng không ra đi trừ bỏ luyện công chính là nấu cơm nấu ăn Dương Hạo nhìn trong rừng trút mặt, Tần Húc còn có tới vận cũng coi như là có cái bạn, sẽ không như vậy tịch mịch, chính là Tống Biển Nhi một người ở núi tuyết, tuyệt đối là tịch mịch, không có việc gì liền đi núi tuyết làm một lần. Ngày này Dương Hạo đi núi tuyết thời điểm đã là buổi tối, Dương Hạo nhìn nhìn ngôi cao mặt trên không có người, không cấm tò mò Tống Biển Nhi đi nơi nào. Dù sao ở chỗ này Dương Hạo vẫn là không lo lắng Tống Biển Nhi an toàn, bởi vì núi tuyết cấm làm thập phần không tồi, người bình thường là vào không được, Tống Biển Nhi cái kia lạnh băng tính cách, cùng người khác cũng không hợp, cho nên cũng sẽ không đi ra ngoài cho nên dương hạo đối tống biển nhi một người ở núi tuyết rất yên tâm chỉ là lo lắng tống biển nhi tịch mịch bất quá cũng may tống biển nhi cũng chịu được tịch mịch dương hạo một bên nghỉ một bên hướng tới tống biển nhi động phủ đi qua đi quả nhiên tống biển nhi ở động phủ bên trong dương hạo ở bên ngoài kêu một tiếng chính là tống biển nhi không có đáp ứng cái này cấm hẳn là xuất từ chính hoa đạo trưởng bút tích cho nên dương hạo cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào chỉ có thể đủ trực tiếp tiến vào dương hạo đi vào lúc sau phát hiện động phủ bên trong phi thường đơn giản chỉ có đơn giản bàn ghế còn có một chiếc giường khác cái gì đều không có. Dương Hạo không cấm cảm thán lên, 15 tuổi, ở trên địa cầu mặt, còn chỉ là một cái tiểu nữ hài, không rành thế sự tuổi tác, hẳn là còn ở truy phim thần tượng ăn khoai lát, hoặc là chơi búp bê Barbie linh tinh, chính là Tống Biển Nhi lại chỉ có thể đủ một người ở lạnh băng trong sơn động, chờ chính mình tâm tâm niệm niệm người trở về. Dương Hạo như vậy nghĩ, vòng qua bình phong, đi tới Tống Biển Nhi mép giường. Tống Biển Nhi đang ngủ. Tuy rằng Tống Biển Nhi bắt đầu câu được câu không tu luyện, chính là chỉ xem như vừa mới nhập môn, cho nên ngủ vẫn là tất yếu, mà Tống Biển Nhi cũng hoàn toàn không thích tu luyện, cho nên nhàm chán cũng chỉ có thể ngủ đi. Dương Hạo vốn dĩ tưởng rời đi, chính là thấy được Tống Biển Nhi liền như vậy nằm ở trên giường, cảm thấy có chút đáng thương, không cấm đi tới Tống Biển Nhi bên người, cấp Tống Biển Nhi tầm một giường chăn đắp lên, nương nhàn nhạt ánh sáng, Dương Hạo không cấm bắt đầu đánh giá lên Tống Biển Nhi. Không thể không nói, Tống Biển Nhi thật là trời sinh mỹ nhân phôi. Bình thường thời điểm, Tống Biển Nhi một đôi mắt phá lệ lộng lẫy bắt mắt, câu hồn đoạt phách, cho nên đại đa số người lực chú ý đều đặt ở Biển Nhi đôi mắt mặt trên, chính là hiện giờ Tống Biển Nhi ngủ rồi nhẹ nhàng nằm ở trên giường, tóc đen tản ra, giống như trôi nổi rong, một khuôn mặt liền hiện ra ở Dương Hạo trước mặt. Tiếp cận hoàng mỹ trứng ngỗng mặt, trường mà ưu nhã tinh tế lông mày, hơi mỏng mí mắt phía dưới là nồng đậm lông mi, phản phất cánh bướm, mà đỉnh tú cái mũi nho nhỏ, phía dưới là đạm sắc hơi mỏng môi. Tống Uyển Nhi đến môi cũng là phi thường xinh đẹp, tuy rằng mỏng, nhưng là không mất no đủ, nhìn qua linh giống như cánh hoa giống nhau kiều nộn lại mê người. Dương Hạo nhìn nhìn, không cấm nuốt nuốt nước miếng, cái này Tống Uyển Nhi, thật đúng là chính là họa quốc yêu cơ a. Tính, vẫn là chạy nhanh rời đi đi dương hạo trong lòng nghĩ đến sợ chính mình đến lúc đó cầm giữ không được đối tống biển nhi làm một ít cái gì ra tới dương hạo vừa mới xoay người đột nhiên liền nghe được tống biển nhi thanh âm đừng đi tống biển nhi thanh âm nhẹ nhàng mang theo một chút khóc nức nở dương hạo nghe được như vậy thanh âm cả kinh không nghĩ tới chính mình đem tống biển nhi đánh thức chính là chờ tới rồi dương hạo mặc lộ vẻ xin lỗi quay đầu lại mới phát hiện tống biển nhi căn bản là không có tỉnh lại vẫn là nhắm mắt lại dương Hạo lắc đầu đang nghĩ ngợi tới phải rời khỏi thời điểm không nghĩ tới tống biển nhi lại một lần nói chuyện ta cầu xin ngươi không cần đi sao dương hạo vốn dĩ tưởng nhẫn tâm rời đi chính là nghe được tống biển nhi như khóc như tố thanh âm nghĩ tới vừa rồi nhìn đến tống biển nhi lệnh nhân tâm đau ngủ nhang không cấm dừng bước quay đầu lại ngồi ở tống biển nhi mép giường lúc này tống biển nhi hai hàng lông mày nhí chặt phản phất là ở trải qua cái gì phi thường thương tâm sự tình giống nhau là sự tình gì sẽ làm tống biển nhi như vậy thương tâm đâu dương hạo không cấm vương tới ngón tay muốn vuốt phẳng tống biển nhi giữa mày ưu sầu chính là dương hạo không có cách nào bên kia tống biển nhi biểu tình vẫn là như vậy dương hạo đang muốn thân trở về chính mình tay không nghĩ tới lại bị tống biển nhi một phen bắt được tay mình ta cầu xin ngươi đừng ném xuống ta sao ta một người thật sợ hãi tống biển nhi tay nho nhỏ mềm mại da thịt mềm mại lại bóng loáng làm dương hạo trong lòng thập phần ngứa dương hạo thật vất vả mới nhịn xuống đối tống biển nhi nhẹ giọng nói hảo ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không rời đi ta một người thật sợ hãi ta biết ta tưởng đi theo ngươi hảo đi ngươi chừng nào thì sẽ trở về nếu ngươi không trở lại ta sẽ đi tìm ngươi tống biển nhi cơ hồ là như khóc như tố nói lông mi mặt trên đã bắt đầu xuất hiện ở nước mắt chương 934, thật đúng là chính là kỳ ba dương hạo có chút mộng bức nhìn tống biển nhi một người ở nơi đó nói không biết nên làm cái gì bây giờ cái này tống biển nhi cũng thật là như thế nào làm như vậy lừa tình a à. hắn cũng không có cách nào a à. dương hạo ở trong lòng mặt cười khổ cuối cùng vẫn là bắt được tống biển nhi ngón tay không có buông ra sau đó nhẹ giọng hống tống biển nhi không biết qua bao lâu, tống biển nhi lúc này mới định chỉ làm ầm ĩ ngủ rồi. thấy được tống biển nhi ngủ rồi, dương hạo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chuẩn bị từ tống biển nhi trong tay mặt rút ra, chính là tống biển nhi phản phất là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau gắt gao bắt được dương hạo tay cũng không buông ra. chính mình sẽ không muốn ở chỗ này làm một buổi tối đi. dương hạo ở trong lòng mặt cười khổ nói, chính mình lại không phải cái gì liễu hạ huệ, ngủ ở trên giường chính là một cái nhân vật mỹ nữ. chính mình nếu là không đối tống biển nhi làm một ít cái gì, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi hơn nữa tống biển nhi liền tính là không có quả lộ thân thể liền chỉ cần là một khuôn mặt đối với dương hạo lực hấp dẫn cũng là rất lớn tính thật là gặp được ngươi tính ta thua dương hạo thật sự là không đành lòng đánh thức tống biển nhi xem tống biển nhi cái dạng này phỏng chừng là 8 phần tám thường xuyên ngủ không tốt thật vất vả ngủ ngon một lần còn đem nhân gia đánh thức có chút không thể nào nói nổi dương hạo nghĩ nghĩ cũng không đi xem tống biển nhi nháy mắt nỗ lực xem nhẹ tống biển nhi ở chính mình trước mặt tồn tại cảm khắc chỉ tay móc ra tới hoa hạo di động vẫn là chơi trò chơi nhỏ này trò chơi nhỏ một chơi chính là một buổi tối thực mau liền đến ngày hôm sau tống biển nhi chậm rãi mở mắt liền cảm thấy không thích hợp nàng trong tay mặt xúc cảm không thích hợp như vậy khẩn thật hữu lực tay là của ai tống biển nhi bỗng nhiên ném ra chính mình trong tay mặt bắt lấy tay sau đó ngồi dậy hướng tới mép giường ngồi thân ảnh xem qua đi ngươi thấy được là dương hạo ở chính mình mép giường thời điểm không biết vì cái gì tống biển nhi liền an tâm một chút chính là vẫn là có chút kinh hồn chưa định hỏi ngươi 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 như thế nào lại ở chỗ này Dương Hạo vốn dĩ ở chơi trò chơi nhỏ, trực tiếp bị Tống Uyển Nhi cấp đánh gãy, trò chơi nhỏ cũng thua, bất quá Dương Hạo cũng không để ý chuyện như vậy, trực tiếp dường như không có việc gì thu hồi di động, sau đó nhìn Tống Uyển Nhi, có chút xấu hổ giải thích nói, cái kia, tối hôm qua, ta tới xem ngươi thời điểm, ngươi ngủ rồi, ta cho ngươi cái chăn, sau đó ngươi liền nằm mơ bắt lấy ta không bỏ, cho nên ta sợ quấy rầy ngươi. Tống Uyển Nhi nghe Dương Hạo giải thích, gật gật đầu, cuối cùng nói, ta đã biết trước cuộc dương hạo nhân phẩm nàng vẫn là tương đối có thể tin được lúc trước chính mình thoát sạch sẽ đưa đến dương hạo trên giường dương hạo đều không có muốn nàng hơn nữa thực dương hạo ở chung lâu như vậy tới nay dương hạo nói như vậy đem chính mình coi như tiểu hài tử đối nàng cũng là trung quy trung cũ không có khả năng lúc này liền nghĩ đối nàng làm cái gì tống biển nhi như vậy nghĩ nhìn dương hạo đối dương hạo nói ân ngươi đi đi ta cực cực khổ khổ bảo hộ ngươi một buổi tối ngươi cùng nhau tới liền đuổi ta đi có phải hay không có chút qua cầu rút ván dương hạo cũng không nghĩ tới tống biển nhi trực tiếp mở miệng đuổi người không cấm nhướng mày nói. Nghe được Dương Hạo nói, bên kia Tống Uyển Nhi trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, cái kia, ta. Ta muốn rửa mặt. Được rồi, cùng ngươi nói giỡn. Thấy được Tống Uyển Nhi có chút lắp bắp, một bộ không biết như thế nào cho phải bộ dáng, Dương Hạo cười cười nói, đứng lên, ân, thời gian cũng không còn sớm, ta trở về cho ngươi lấy ăn, đợi chút cho ngươi đưa bữa sáng lại đây. Ân ân. Tống Uyển Nhi gật gật đầu. Thấy được Tống Uyển Nhi gật đầu, Dương Hạo lúc này mới rời đi. Dương Hạo từ về tới rừng trúc, còn ở trên không thời điểm liền thấy được trong rừng trúc mặt tống chí còn có tới vận tần hút ba người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn bữa sáng tới vận nhìn nhìn chưa thấy được dương hạo không cấm phi thường ngoài ý muốn hỏi tần hút sư phó đâu tới vận hỏi cái này sư phó chính là dương hạo dù sao hiện giờ tống chí đã là đã biết dương hạo thân phận cho nên tới vận còn có tần hút liền trực tiếp kêu dương hạo sư phó tống chí đối này cũng không có gì ý kiến ai biết sư phó đi nơi nào ngày hôm qua hắn nói muốn đi núi tuyết kết quả liền cả đêm không có trở về phỏng chừng là có chuyện đi đi tần hút chẳng hề để ý nói dù sao dương hạo đối tống uyển nhi phá lệ dung túng chiếu cố lại không phải một ngày hai ngày nếu không phải dương hạo như vậy chiếu cố tống uyển nhi bọn họ hiện giờ có thể ở chỗ này sao sư phó của ngươi đi núi tuyết bên cạnh tống chí nghe được hai người nói chuyện phản phất là phát hiện tân đại lục giống nhau dương hạo còn ở núi tuyết mang theo một buổi tối chật 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 khó trách a à? nhị sư phó ngươi không cần suy nghĩ nhiều sư phó cùng viễn nhi không có gì tới số phận tống chí chụp tới vận một cái tác ngươi như thế nào liền biết không có gì tần húc cũng thực tống chí quan điểm giống nhau ta cũng cảm thấy sẽ có chút cái gì cái gì a à, sư phó đối viễn nhi cũng chỉ có huynh muội chi tình đi tới vận nghĩ nghĩ thật vất vả nghĩ tới một cái hình dung từ huynh muội chi tình ngươi như thế nào như vậy thiên chân a à. bên kia tống chí mắt trận trắng nói chính là là thật sự a à, dọc theo đường đi chúng ta đều ở bên nhau sư phó chưa từng có đối viễn nhi làm ra tới cái gì chuyện khác người đó là bởi vì có các ngươi hai cái đại bóng đèn Tống Chí nói. Tới vận thế nhưng không thể nào phản bác. Mà bên kia tần hút vỗ đùi, nguyên lai là cái dạng này, chẳng lẽ nói chúng ta chặn sư phó đào hoa vận. Trời ạ, à, sư phó có thể hay không hận chúng ta. Khụ khụ khụ. Tống Chí nghe tần hút nói chuyện, đột nhiên nặng nề mà ho khang lên. Thấy được Tống Chí một cái kim đan kỳ đại năng, ăn cơm cư nhiên bị nghẹn tới rồi, bên kia tần hút phi thường kinh ngạc, nhị sư phó, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ngươi làm gì nói đến sư phó sự tình đều kích động như vậy a? À? Ăn cơm ăn cơm không cần nói chuyện có biết hay không ăn cơm thời điểm nói chuyện đối thân thể không tốt đặc biệt chúng ta vẫn là tu luyện người càng thêm muốn chú trọng mấy thứ này tống chí nghe được tần húc nói nháy mắt ho khang thì tốt rồi như vậy nói nghe được tống chí nói bên kia tần húc vẫn là có chút sờ không tới đầu óc thẳng đến chính mình phía sau truyền đến một cái sâu kính thanh âm đang nói cái gì đâu rất náo nhiệt a à. dương hạo nhàn nhạt ở tống chí bên cạnh làm xuống dưới không biết từ nơi nào làm ra một đôi chiếc đũa bắt đầu gấp đồ ăn ăn cơm tần hút sắc mặt tức khắc khó coi không ít minh bạch tống chí là có ý tứ gì tống chí ha hả nở nụ cười cấp dương hạo cầm cái chén sau đó ân cần cấp dương hạo gấp đồ ăn ngươi đã trở lại ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại ngươi khẳng định là rất bận vội đều là một ít chuyện quan trọng chúng ta cho rằng ngươi không trở lại liền không có thêm chén đũa tới 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 ăn ăn nếm thử ta hôm nay làm đồ ăn thế nào các ngươi vừa rồi đang nói cái gì đâu giống như rất náo nhiệt dương hạo mặt không đổi sắc nói một bên chậm rì rì ăn cái gì bên kia tống chí dù sao là lợn chết không sợ nước sôi cười hì hì nói ngươi không phải rất bận sao đồ đệ tự nhiên chính là ta đến mang ta vừa rồi còn ở dậy bọn họ lúc ăn và ngủ không nói chuyện đâu ngươi là không có nhìn đến bọn họ hai người bị ta nói chính là bế tắc giải khai nghe tống chí nghiêm trang hạt bẻ tới vẫn còn có tần hút có chút trận mắt há hốc mồm cái này tống chí thật đúng là chính là kỳ ba chương 935, ta còn dùng ngươi nói a à. mà tần hút nuốt nuốt nước miếng hy vọng tống chí có thể đem dương hạo cấp lừa gạt đi qua tuy rằng dương hạo giống như không có đối bọn họ đã làm cái gì trừng phạt quá cái gì chính là tần hút không biết vì cái gì đối dương hạo chính là thực sợ hãi là cái loại này làm lại bên trong phát ra cái loại này sợ hãi hắn càng lợi hại cái loại này sợ hãi liền càng thêm thâm cũng may dương hạo cũng hoàn toàn không đem chuyện này đặt ở trong lòng mạch hai ba ngụm ăn xong rồi lúc sau liền hỏi tống chí hộp đồ ăn đâu tống chí ân cần đem hộp đồ ăn đưa cho dương hạo hộp đồ ăn ở chỗ này đâu ta không có quên dương hạo dẫn theo hộp đồ ăn liền chuẩn bị rời đi liền ở dương hạo chuẩn bị rời đi thời điểm bên kia tống chí một phen kéo lại dương hạo quần áo đáng thương hề hề nhìn dương hạo ta nói ngươi đây là muốn đi núi tuyết sẽ không liền vừa đi không trở về đi ngươi có nhớ hay không chúng ta hôm nay cùng triệu hề vũ ước hảo đi đông dương môn sự tình a nhớ rõ dương hạo gật đầu ta đem cái này đưa cho tống biển nhi liền rời đi vậy là tốt rồi tống chí được đến hồi đáp liền cười tủng tiễn xua tay ngươi đi đi ta ở chỗ này chờ ngươi trở về sau đó chúng ta cùng đi đông dương môn hảo dương hạo gật đầu thực mau, Dương Hạo liền lại một lần tới núi tuyết. Núi tuyết phía trên, Tống Biển Nhi đã là rửa mặt xong, thay một thân bạch y. Sáng sớm sương mù mông lung, Tống Biển Nhi dáng người tinh tế lại linh động, màu trắng vạt áo ở sương mù bên trong phiêu động, xa xưa lại yên tĩnh. Nghe được Dương Hạo thanh âm, Tống Biển Nhi quay đầu lại, dung nhan khuynh thành trên mặt mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. "Biển Nhi." Dương Hạo đi lên đi, nhẹ giọng gọi vào. Tống Biển Nhi chủ động tiếp nhận Dương Hạo trong tay mặt hộp đồ ăn, sau đó phóng tới trên bàn đá mặt. Thấy được Tống Biển Nhi động tác, dương hạo thập phần kỳ quái này nhưng không giống như là bình thường tống biển nhi a à, tống biển nhi bình thường một bộ lạnh như băng bộ dáng đều là hắn ba ba đi lên hầu hạ hắn hôm nay tống biển nhi như thế nào đột nhiên như vậy chủ động dương hạo như vậy nghĩ hướng tới tống biển nhi xem qua đi hy vọng từ tống biển nhi trên mặt nhìn ra tới một ít cái gì chính là cái gì đều không có nhìn đến ngươi làm đi tống biển nhi đối dương hạo nói cũng không có mở ra hộp đồ ăn ý tứ dù sao đồ ăn rót vào hộp đồ ăn bên trong cũng sẽ không lạnh như vậy liền trước hết nghe tống Viễn nhi nói cái gì đi ngươi làm sao vậy có phải hay không có chuyện gì muốn nói cho ta dương hạo hỏi tống biển nhi tống biển nhi gật gật đầu ân là có một chút sự tình muốn cùng ngươi nói bất quá bất quá cái gì bất quá ta cảm thấy có chút không ổn như thế nào không ổn dương hạo khó hiểu nhìn tống biển nhi tống biển nhi thở dài một câu mặc kệ nói như thế nào hiện giờ chính hoa đạo trưởng bái sư sư phó của ta ta cùng ngươi ngươi học đồ vật có thể hay không có chút không tốt lắm có cái gì không tốt đừng quên hiện giờ ta cũng có thể là đến thiên phái người, coi như làm sư huynh dạy sư muội tính. Dương Hạo nói. Dương Hạo nói xong lúc sau, liền nhìn Tống Biển Nhi nói, ngươi sẽ không chính là ở vì như vậy chuyện nhỏ ở do dự đi. Ta, Tống Biển Nhi trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào trả lời. Hảo, Biển Nhi. Dương Hạo sờ sờ Tống Biển Nhi đến tóc. Dù sao gần nhất đâu, Dương Hạo là vì làm nhiệm vụ mới tiếp cận Tống Biển Nhi, thứ hai đâu, Dương Hạo cũng là thật sự từ trong lòng thương tiếc Tống Biển Nhi, cho nên Tống Biển Nhi mặc kệ làm cái gì, hắn đều là duy trì ân nghe được dương hạo nói tống uyển nhi yên lặng gật gật đầu ăn cơm trước đi ăn xong rồi chúng ta liền bắt đầu ta xem qua tư chất của ngươi rất không tồi gần đây vận tần hút hảo nếu ngươi hảo hảo luyện ở chính hoa trở về phía trước ngươi khả năng trúc cơ dương hạo mỉm cười đến lúc đó hắn nhất định sẽ cao hứng hắn nhất định sẽ cao hứng sao có lẽ đi tống uyển nhi yên lặng nói đương nhiên sẽ cao hứng dương hạo nghiêm túc nhìn tống uyển nhi ở như vậy tu tiên địa giới duy nhất có thể làm người tán thành ngươi chính là thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi có thể ở chính hoa trở về phía trước trúc cơ, ta bảo đảm, chính hoa sẽ phi thường coi trọng ngươi, mà ngươi có một ngày, cũng sẽ đạt tới hắn như vậy độ cao, có thể cùng nàng vai sát vai đứng chung một chỗ. Hảo Tống Biển Nhi gật đầu. Dương Hạo liền bắt đầu giáo thụ Tống Biển Nhi nhập môn. Nói thật, bình thường thời điểm, Tống Biển Nhi chỉ là cao lãnh, cũng không thế nào nói chuyện, Dương Hạo cũng không có tưởng tượng đến, Tống Biển Nhi cư nhiên như vậy thông minh, Tống Biển Nhi ngộ tính phi thường hảo, hắn chẳng qua là đề điểm vài câu, Tống Biển Nhi liền trực tiếp nhập môn lúc trước tới vận nhập môn cũng dùng vài thêm tần hút nhập môn ước chừng dùng nửa tháng từ cái này mặt trên liền có thể nhìn ra tới tống biển nhi tư chất có thể thấy được một chút dương hạo như vậy nghĩ càng thêm cảm thấy chờ tống biển nhi cứu vớt động thiên thế giới cũng không phải không có khả năng sự tình rốt cuộc tống biển nhi cái này tư chất còn có ngộ tính một dây hóa thần không có gì khó khăn dương hạo dạy tống biển nhi một ít công pháp còn có cơ sở đồ vật tống biển nhi học thực mau bất quá thời gian quá đến cũng thực mau trực tiếp liền đến buổi chiều trên đường tống chí nhịn không được lại đây thúc giục dương hạo một lần bất quá bị dương hạo trực tiếp đuổi rồi làm tống chí trở về nấu cơm tống chí liền ủy ủy khuất khuất đi nhìn tống chí ủy ủy khuất khuất bộ dáng dương hạo sờ sờ cái mũi cái này tống chí đều một phen tuổi như thế nào còn không biết xấu hổ bán manh tới rồi buổi tối dương hạo nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm liền chuẩn bị rời đi tống viễn nhi nếm tới rồi ngon ngọt có chút không muốn dương hạo rời đi nhìn đến dương hạo phải rời khỏi không cấm đứng lên nhìn dương hạo ngươi ta phải đi bằng không tống chí sẽ phát điên dương hạo cười cười nhìn Tống Biển Nhi trong mắt mặt không tha. Ân. Tống Biển Nhi gật gật đầu. Dương Hạo liền trực tiếp rời đi, tới rồi rừng trúc phía dưới, đột nhiên thấy được rừng trúc phía dưới có hai người. Một cái là phấn y tiểu cô nương, la manh manh, một chuyện tần hút, cách cấm ngồi ở nơi đó nói chuyện phím. Quy, ngươi làm gì không ra? La manh manh khó hiểu nhìn tần hút, vẫn luôn ở cấm bên trong, căn bản là không có muốn ra tới ý tứ. Tần hút tổng ngượng ngùng nói chính mình ra không được, vì thế ngạnh cổ khiêu khích nói, ngươi như thế nào không tiến vào? Ta nếu là tiến tới, ta còn dùng ngươi nói a à. la manh manh thở phì phì nói hừ ta chính là không ra ngươi liền ở chỗ này hãy chờ xem thiết ta lại không phải tới xem này cây trúc tự nhiên cũng không phải tới xem ngươi bất quá ta thấy được tống đạo trưởng ở rừng trúc ta là tới xem tống đạo trưởng la manh manh đô miệng bên kia tần hút gật gật đầu hảo 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 ta biết ngươi là tới xem tống đạo trưởng ta lại không có nói ngươi là tới xem ta bất quá ngươi vẫn là vào không được cúi chào ta đi rồi ngươi liền mắt trông mong ở chỗ này hãy chờ xem chương 936, ngươi là thích thượng nàng đi. Ngươi, la manh manh thấy được tần hút thật sự xoay người phải rời khỏi, tức giận đến muốn chết, ta nói cho ngươi tần hút, ngươi cho ta trở về không được đi. Ngươi muốn làm gì? Tần hút trắng la manh manh liếc mắt một cái. Đổi mới mau vô quảng cáo. Nhân gia tưởng làm ơn ngươi một việc sao, la manh manh đột nhiên đương mềm mại thanh âm, la manh manh vốn dĩ ăn mặc phấn nộn nộn thanh âm thanh thúy giống như hoàng oanh, còn có điểm trẻ con phì, như vậy bán manh làm nũng lên thập phần đáng yêu, dương hạo ở mặt trên xem không cấm sờ sờ xuống dưới chính là tần hút trắng la manh manh liếc mắt một cái ta cả người nổi da gà đều rơi xuống ngươi bình thường thời điểm không phải như vậy làm nũng đi ai chịu nổi ngươi a à? ngươi la manh manh nhìn tần hút tức giận đến muốn chết ngươi đây là người nào a à? nữ hài tử đối với ngươi làm nũng ngươi chính là thái độ này a à? bằng không cái gì thái độ ngươi lại không phải tiểu hài tử tần hút nhíu mày nhìn la manh manh la manh manh trong lúc nhất thời vô ngữ cứng họng sau một lúc lâu nhìn chằm chằm tần hút thực nghiêm túc đôi mắt rốt cuộc tâm mệt xua xua tay ta đây đi rồi Tần Húc thực tự nhiên liền phải rời đi. Đi cái gì đi a? À? La Manh Manh hét lớn một tiếng, ngươi cho ta trở về. Ngươi loại người này như thế nào như vậy phiền nhân, vừa rồi là chính ngươi đối ta xua tay, hiện giờ ngươi lại không cho ta đi, nữ nhân đều là như vậy lật lọng sao? Tần Húc quay đầu lại, nhìn La Manh Manh, thật sự là không rõ La Manh Manh rốt cuộc muốn làm cái gì. La Manh Manh khẽ cắn môi, xem như ngươi lợi hại, Tần Húc, hảo đi, ta cứ việc nói thẳng, nếu Tống đạo trưởng ở bên trong, ta tưởng làm ơn ngươi đi vào cùng Tống đạo trưởng nói một tiếng, làm hắn tới gặp thấy ta ta cho hắn đã phát rất nhiều truyền âm phù hắn đều không trở về có lẽ là không nhìn thấy truyền âm phù thứ này tần húc vẫn là biết đếm sao có thể không nhìn thấy đâu lại không phải truyền tin hơn nữa tần húc cũng thấy được bình thường thời điểm tống chí cũng không phải rất bận này nói rõ chính là không nghĩ phản ứng la manh manh sao thôi bỏ đi la manh manh tần húc xua tay tự tuyệt la manh manh thỉnh cầu la manh manh khó hiểu nhìn tần húc không nghĩ tới tần húc sẽ tự tuyệt chính mình yêu cầu này bất quá là một cái rất nhỏ yêu cầu mà thôi thực nhẹ nhàng là có thể đủ làm được đến, hơn nữa chính mình làm đã như vậy thật cẩn thận thỉnh cầu, Tần Húc vì cái gì muốn cự tuyệt. Tần Húc nhìn La Manh Manh vẫn là đầy mặt khiếp sợ còn có khó hiểu, mắng một câu ngốc cô nương, một bên nói, Tống đạo trưởng căn bản đối với ngươi liền không có có ý tứ gì, ngươi như thế nào còn muốn quấn lấy hắn đâu. Hắn đối với ngươi tránh mà không thấy ngươi lại không phải không rõ. Không có khả năng, Tống đạo trưởng sao có thể đối ta tránh mà không thấy. Ta chính là, ta chính là La Manh Manh một bên nói, một bên thanh âm nhỏ đi xuống. Ngươi chính là làm sao vậy ngươi chính là đừng thiên chân tiểu cô nương. Bên kia Tần Húc biểu môi nói. Nghe được Tần Húc không lưu tình chút nào nói, La Manh Manh đột nhiên xoay người, dùng tay xoa đôi mắt liền chạy. Này tình huống như thế nào, Tần Húc có chút không rõ sờ sờ chính mình đầu, không biết này rốt cuộc là tình huống như thế nào, chính mình bất quá là nói lời nói thật mà thôi, cái này La Manh Manh giống như khóc. Vì cái gì muốn khóc đâu. Dương Hạo thấy được đứng ở tại chỗ, không hiểu ra sao Tần Húc, đi lên đi, lời nói thấm thía vỗ vỗ Tần Húc bả vai, ngươi. Tự cầu nhiều phút đi. Cái này tiểu tử ngốc, nói rõ cái này la manh manh chính là thích tống chí hơn nữa tiến vào một loại tự mình tê mỏi trạng thái cái này thằng nhóc chết tiệt cư nhiên trực tiếp vạch trần này không phải đánh người da cô lương mặt sao dương hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu tần hút khó hiểu nhìn dương hạo sư phó ta ta lại không phải cố ý ta biết ngươi không phải cố ý bất quá nhân gia cô nương cũng là đáng thương đi thôi vào đi thôi dương hạo nói tần hút gật gật đầu trong lòng lại âm thầm nói xem la manh manh này thương tâm bộ dáng lần sau vẫn là hảo hảo an ủi một chút la manh manh hảo rốt cuộc ân tần húc nghĩ tới năm đó ở thanh lâu bên trong làm sự tình không cấm nở nụ cười trước cuộc năm đó hắn ở thanh lâu bên trong cũng hóng qua nữ hài tử cũng biết thương hương tiết ngọc hai người đi tới trong rừng trúc mặt bên kia tống chí đã là chờ không kiên nhẫn lôi kéo dương hạo muốn đi thật là ta còn tưởng rằng ngươi đem cùng triệu hề vũ ước định tốt sự tình cấp quên mất đâu tống chí có chút bất đắc dĩ chỉ chỉ chân trời ngươi thấy được không có trời đã tối rồi ta chính là nói cho ngươi triệu hề vũ bên kia sự tình nếu là thất bại ta khẳng định muốn tìm ngươi tính sổ ta đã biết, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Dương Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị đi theo Tống Chí đi ri. Sư phó, sư phó, Tần Húc thấy được hai người phải đi, đột nhiên nghĩ tới, chính mình còn muốn đi an ủi la manh manh đâu, chính là hắn không biết như thế nào ra rừng trút cấm. Sư phó cái gì sư phó, sư phó vội vàng đâu, vừa rồi còn nói ta đều nói cho các ngươi, các ngươi hảo hảo tu luyện. Tống Chí không kiên nhẫn. Chính là, chính là cái gì chính là, chẳng lẽ ngươi muốn giống Dương Hạo giáo Tống Biển Nhi giống nhau giáo ngươi? Tống Chí trắng muốn nói lại thôi Tần Húc liếc mắt một cái tới vận lôi kéo tần hút tần hút lúc này mới ủ rũ cục đuôi không nói mà bên kia dương hạo còn có tống chí đã sớm không có bóng dáng thấy được hai người rời đi bên này tới vận nhìn tần hút hỏi không thấy được sư phó có việc sao ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện ta chỉ là muốn biết như thế nào đi ra ngoài rừng trúc tổng không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này ngốc đi tần hút rầu rĩ không vui nói tới vận hiếu kỳ nói dù sao mỗi ngày có ăn uống chỉ cần hảo hảo tu luyện ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì còn không phải cái kia la manh manh ta bất quá là tùy tiện nói hai câu lời nói mà thôi, nàng cư nhiên liền sinh khí, ta có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Tần hút ủ rũ cục đuôi nói, nói xong nói, ta nghĩ ra đi an ủi an ủi nàng. An ủi. Tới vận ngẩn người. Là nha. Tần hút gật đầu. Ngươi là thích thượng. Cái kia cô nương. Tới vận sắc mặt nhàn nhạt hỏi. Bên này tần hút kỳ quái nhìn tới vận, ta chẳng qua là nói lời nói chọc đến nàng thương tâm, căn cứ thương hương tiếp ngọc nguyên tắc, đi an ủi an ủi nàng mà thôi, như thế nào liền biến thành thích hắn. Hảo đi. Tới vận lúc này mới gật gật đầu, sắc mặt nhu hòa một ít. Hảo, ta đi tu luyện. Tần hút nói. Hắn đi tới chính mình trúc xá bên trong, ngồi ở bên trong, trong đầu mặt không cấm liền hiện ra tới, khi một lần cái kia bạch y thắng tuyết nữ tử, chính mình còn chảy nước miếng ở nàng trên da thịt mặt, nàng nhất định là hận chết chính mình đi. Tần hút như vậy nghĩ thời điểm không cấm tâm sinh ấy nấy. Mà bên này tống chí lôi kéo dương hạo, thực mau liền hướng tới đông dương phái qua đi, dọc theo đường đi tống chí là vô cùng lo lắng, mà dương hạo lại là không chút hoang mang chương 937, vẫn là rất không tồi. Ngươi còn không chạy nhanh. Tống chí thấy được Dương Hạo đi theo chính mình mặt sau chậm chậm phi, không cấm nói. Dương Hạo cười đến, ngươi gấp cái gì? Ngươi nhìn xem Thái Dương đều phải xuống núi, nếu là triệu hề vũ cái kia nha đầu, sinh khí đâu, liền không hảo làm. Tống chí có chút sốt ruột. Hắn vì có thể cùng triệu hề vũ đắc thượng quan hệ, chính là tiêu phí không ít tâm tư đâu, đáng tiếc đều không có thành công, không nghĩ tới Dương Hạo lập tức liền thành công, mắt thấy cơ hội liền phải đã không có, tống chí có thể không nóng nảy sao? Được rồi được rồi, loại chuyện này, tất không tới. Dương Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Có ý tứ gì? Tống Chí hỏi. Ngươi cứ yên tâm đi, Triệu Hề Vũ tuyệt đối sẽ thành thành thật thật ở cửa chờ chúng ta, hơn nữa sẽ không sinh khí. Dương Hạo nói. Vì cái gì? Ngươi cũng không biết Triệu Hề Vũ tính tình. Đúng rồi, cái kia la manh manh là chuyện như thế nào? Dương Hạo đột nhiên hỏi. A ha! Tống Chí trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Dương Hạo hỏi cái gì, la manh manh. Chính là cái kia phấn quần áo tiểu cô nương. Dương Hạo nói. Nguyên lai like là nàng A, ngươi hỏi nàng làm cái gì, nàng chính là một cái tiểu trùng theo đuôi, phiền đã chết, ta thật sự là không nghĩ nhìn đến nàng. Tống Chí nghe được la manh manh không kiên nhẫn nói. Ngươi cũng quá không phụ trách nhiệm, chính là nhân gia tiểu cô nương rõ ràng chính là thích ngươi, ngươi không có đối nhân gia muốn tiểu cô nương làm cái gì, nhân gia tiểu cô nương sao có thể đối với ngươi như vậy mê luyến. Dương Hạo kinh thường nói. Tống Chí nghe được Dương Hạo nói, lúc này mới sờ sờ đầu nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là có một lần ở một cái bàn hữu trong nhà mặt thấy được cái kia cái gọi là la manh manh lúc ấy nhìn tiểu cô nương rất đáng yêu liền đậu nàng vài câu sau lại nàng động bất động liền cuốn lấy ta ta cảm thấy nàng rất phiền nhân liền không có cái gì tiếp xúc ngươi như thế nào đậu nàng dương hạo tò mò phải hỏi nói ta liền nói ta cùng ngươi có qua oa, oa thân a mở to gã cho ta được không la manh manh lúc ấy chính là cự tuyệt tống chí nói ngươi nói như vậy a à, dương Hạo nghĩ tới la manh manh bộ dáng không cấm lắc đầu uy ngươi đây là tình huống như thế nào a à? Ta lại không có làm sai cái gì, vốn dĩ ta chính là thuận miệng đậu một đầu nàng, ai biết nàng cư nhiên thật sự, ta có thể làm sao bây giờ?" Tống Chí nói, nói nữa, cùng một cái tiểu hài tử nói giỡn mà thôi, ai biết nàng có thể nhớ rõ lâu như vậy. "Hảo hảo hảo." Dương Hạo gật đầu. "Chạy nhanh đi thôi, đừng nói này đó có không." Tống Chí nói. Tống Chí còn có Dương Hạo đi vào Đông Dương phái thời điểm, Tống Chí trực tiếp lôi kéo Dương Hạo liền phải đi xuống, Dương Hạo lại là vẫn luôn đãi ở mặt trên, nghiêm túc nhìn phía dưới đồ vật, sau đó nghiêm trang bình luận, ân, cái này địa phương vẫn là rất không tồi đông dương môn tu luyện tuy rằng không phải thực khí phái nhưng là cách cục thư lãng nhìn qua khiến cho người cảm giác không tồi tống chí tới đông dương phái rất nhiều lần cho nên đối nơi này đồ vật trên cơ bản là miễn dịch thấy được dương hạo cư nhiên còn có tâm tình thưởng thức này đó có không phi thường sinh khí dương hạo ngươi cho ta một vừa hai phải chúng ta còn muốn chạy nhanh đi đông dương phái thấy triệu hề vũ đâu được rồi đi thôi dương hạo bị tống chí lôi kéo đi tới đông dương phái cửa đông dương phái cửa có một cái rất lớn ngôi cao hai người vừa dừng ở ngôi cao mặt trên, liền có cửa thủ vệ đệ tử đối hai người cung kính nói, không biết hai vị tiền bối đi tới ta Đông Dương phái là vì chuyện gì. Ta muốn gặp các ngươi tiểu thư Triệu Hề Vũ, nàng ở đi. Tống Chí có chút thất thỏm hỏi. Chúng ta tiểu thư. Ở, người kia nhìn Tống Chí ánh mắt có chút kỳ quái, chúng ta tiểu thư liền ở cửa trong đình mặt đâu, đại buổi sáng liền ở trong đình mặt ngồi, đã là ngồi một ngày, ước chừng là lại tưởng cái gì rất khó vấn đề đi, nếu các ngươi muốn thấy chúng ta tiểu thư, ta có thể giúp ngươi đi thông báo một tiếng. Cái kia thủ vệ đệ tử nói hai người hướng tới thủ vệ đệ tử sở chỉ đến đình xem qua đi thủ vệ đệ tử nói đình kỳ thật liền ở ngôi cao cách đó không xa bên cạnh là một cái phi thường tinh xảo tiểu đình tử đình bốn phía lộng hoa văn thư lãng mành dương hạo tống chí hai người cũng không có phát hiện mạnh bên trong có người ân ta muốn gặp các ngươi tiểu thư các ngươi chạy nhanh đi thông báo đi tống chí nói có chút thấp thỏm bất an rốt cuộc cái kia tiểu đình tử cũng không phải rất xa nếu triệu hề vũ liền ở tiểu đình tử bên trong cờ ng định là đã biết hai người lại đây nếu triệu hề vũ biết chính mình lại đây chính là còn không ra nên đón tám phần tám chính là sinh khí thấy được tên đệ tử kia đi qua tống chí hung hăng trừng mắt nhìn dương hạo liếc mắt một cái ta nói đi triệu hề vũ sinh khí ta xem ngươi làm sao bây giờ chuyện này chính ngươi giải quyết dương hạo nhìn tống chí liếc mắt một cái cười đến ngươi đến lúc đó không cần nói chuyện thì tốt rồi ta như thế nào cảm thấy ngươi ở khinh bỉ ta tống chí hỏi dương hạo xua tay không có không có tuyệt đối không có ngươi cảm giác sai rồi bên này thủ vệ đệ tử đi tới trong đình mặt thử tính kêu một câu tiểu thư sau một lúc lâu mới nghe được trong đình mặt truyền đến thanh âm chuyện gì tên đệ tử kia ngừng lại rồi hô hấp cái này tiểu thư bình thường thời điểm chính là một bộ tính nôn nóng tính tình không thế nào tốt cho nên người này nói chuyện phi thường thật cẩn thận vừa rồi tới hai người một chuyện đến thiên phái tống đạo trưởng nói là muốn tìm tiểu thư tống đạo trưởng hắn tới nghe được tên đệ tử kia nói triệu hề vũ bỗng nhiên nhảy dựng lên sau đó một phen kéo ra mành hắn ở nơi nào tới đã bao lâu ta có phải hay không ngủ thật lâu bọn họ sinh khí không có a à? a à, Triệu Hề Vũ liên tiếp vấn đề làm cho bên kia đệ tử có chút mộng bức, sau một lúc lâu mới nhớ tới trả lời, bọn họ tướng tài tới, không có tới bao lâu. Hắn nói còn không có nói xong đâu, liền thấy được Triệu Hề Vũ nhảy dựng lên liền hướng tới Tống Chí còn có Dương Hạo đi. Tên đệ tử kia phi thường kỳ quái, cái này Tống Chí nàng là biết đến, hình như là thích đại tiểu thư vẫn là như thế nào, chính là đại tiểu thư bình thường chính là cũng không đãi thấy cái này Tống đạo trưởng. Chẳng lẽ đại tiểu thư đãi thấy chính là mặt khác một vị đạo trưởng? triệu hề vũ thực mau liền tới tới rồi dương hạo còn có tống chí trước mặt sau đó trực tiếp xem nhẹ tống chí nhìn dương hạo dương hạo mỉm cười thấy được mỉm cười dương hạo triệu hề vũ dưới tình thế cấp bách cư nhiên quên mất muốn nói gì không cấm bắt đầu khẩn trương sửa sang lại chính mình đầu tóc sờ sờ chính mình hoa tai gì đó trong lòng không cấm ảo não chính mình như thế nào lại đột nhiên ngủ rồi mà bên kia tống chí thấy được bình thường luôn luôn là không thèm để ý chính mình hình tượng triệu hề vũ cư nhiên bắt đầu sửa sang lại chính mình đầu tóc còn có chính mình hoa tai cảm thấy triệu hề vũ tám phần tám là sinh khí đều khí hồ đồ cư nhiên làm ra tới chuyện như vậy, không cấm nhìn chầm chầm Dương Hạo, đối Dương Hạo cười lạnh một tiếng, sau đó vội vàng cấp Triệu Hề Vũ giải thích, là cái dạng này Triệu Hề Vũ, ngươi nghe ta nói, chúng ta sở dĩ đã tới chậm là bởi vì chúng ta có chuyện. Đi. Không có việc gì. Triệu Hề Vũ lúc này mới tìm về chính mình thanh âm, nàng chính mình đem tống chí nói tưởng thành là Dương Hạo giải thích, ôm nhu nhìn Dương Hạo, giải thích nói đến, thật sự là ngượng ngùng, vốn dĩ các ngươi một lại đây ta nên nên đón của các ngươi, chính là chính là ta cư nhiên ở trong đình mặt nhàm chán ngủ rồi thật sự là thất lễ đi thôi chúng ta vào đi thôi, ta pha trà cho các ngươi bồi tội. Chương 938, ta xem nơi này liền khá tốt. Ân ân. Chúng ta liền không cần khách khí như vậy, đều là bằng hữu sao, nói nữa, chúng ta cũng không có ước hảo thời gian, làm phiền ngươi đợi chúng ta một ngày. Dương Hảo lúc này mới miễn cười nói đến, nói thật tự nhiên, chính là trong giọng nói mặt một chút xin lỗi đều không có. Như vậy bên cạnh Tống Chí có chút mộng bức, thật là, cái này Dương Hảo như thế nào có thể làm ra tới chuyện như vậy a à, rõ ràng là chính mình đến muộn. Hơn nữa, triệu hề vũ thái độ này, đối dương hạo cũng thật tốt quá một ít đi triệu hề vũ có phải hay không uống lộn thuốc tống chí đang ở rối rắm loại này vấn đề thời điểm bên kia dương hạo đã là mang theo triệu hề vũ đi tới đông dương phái giống như tống chí theo như lời giống nhau đông dương phái bên trong thật là trong giữ thực nghiêm ngặt ba người liền tính là trong đó một người là đông dương phái đến tiểu thư phía sau vẫn là có người đi theo dương hạo nhưng thật ra không sao cả tống chí cảm thấy không hảo hành động không cấm liền bắt đầu truyền âm cấp dương hạo uy ngươi chạy nhanh làm triệu hề vũ đem đi theo mặt sau người cấp lộng đi a à, bằng không chúng ta như thế nào động tác a à. lộng đi rồi làm cái gì không phải khá tốt sao dương hạo nói tống chí khí nói không ra lời chỉ có thể đủ hung hăng trừng mắt dương hạo dương hạo nhúng nhúng vai hai người mắt đi mày lại triệu hề vũ nghiêm túc ở phía trước cấp hai người dẫn đường nhưng thật ra cũng không có phát hiện chuyện này nơi này hoàn cảnh thật không sai dương hạo đột nhiên khen một câu các ngươi đông dương phái đến đệ tử rất nhiều đi dọc theo đường đi gặp không ít đâu còn có cùng chúng ta cùng đường Dương Hạo đối Triệu Hề Vũ nói. Triệu Hề Vũ nghe được Dương Hạo nói, tức khắc liền mặt đỏ, hướng tới đi theo ba người phía sau kia hai gã đệ tử xua xua tay, các ngươi hai người, nên làm gì đi liền làm gì đi thôi, đây là ta hai cái bằng hữu. Đúng vậy, tiểu thư. Khi hai người đối nhìn thoáng qua, sau đó rời đi, tuy rằng Đông Dương Phái có đi theo khách nhân quy cũ, bất quá cái này khách nhân là tiểu thư tự mình mang lại đây, liền hai nói, nói nữa, đều đã bao nhiêu năm, Đông Dương Phái cũng là vẫn luôn là hảo hảo, không có phát sinh quá cái gì không tốt sự tình thấy được hai người rời đi, Dương Hạo làm bộ khó hiểu nhìn Triệu Hề Vũ. Triệu Hề Vũ thành thành thật thật cùng Dương Hạo giải thích nói đến, chúng ta Đông Dương phái sợ người khác đối chúng ta Đông Dương phái bất lợi, giống nhau khách nhân vào được lúc sau đều là có đệ tử thủ. Nguyên lai là cái dạng này. Nếu là quy cũ, vậy không thể đủ phá hủy, ngươi gọi bọn hắn đi rồi làm cái gì? Dương Hạo giả mù sa mưa nói. Chính là Dương Hạo hào phóng, chỉ có thể đủ làm ngốc bạch ngọc Triệu Hề Vũ càng thêm ấy nấy, cảm thấy chính mình thực xin lỗi Dương Hạo, người khác đem chính mình đương bằng hữu chính mình lại như là đề phòng cướp giống nhau đề phòng người khác ngươi là của ta bằng hữu tự nhiên sẽ không đối ta đông dương phái bất lợi ta đương nhiên khiến cho bọn họ rời đi không nói cái này đây là ta sân vào đi ta thỉnh các ngươi uống trà triệu hề vũ đem hai người đưa tới một cái tiểu viện tử cửa mở cửa làm hai người đi vào tiểu viện tử cũng không lớn bên trong thu thập rất sạch sẽ đồ vật cũng không nhiều lắm thậm chí là hoa hoa thảo thảo đều không có ngượng ngùng a ta không yêu những cái đó hoa hoa thảo thảo phức tạp đồ vật nơi này có chút đơn sơ triệu hề vũ ngượng ngùng nói đem hai người mang vào trong đại sảnh mặt, làm hai người ngồi xuống. Dương Hạo cười cười nói, ta xem nơi này liền khá tốt, cùng ta trụ địa phương không sai biệt lắm. Dương Hạo nói xong lúc sau, Triệu Hề Vũ phản phất là tìm được rồi tri âm giống nhau, đôi mắt đều sáng lên, đúng không đúng không? Ta cũng cảm thấy quá phức tạp không tốt, chúng ta là tu luyện người, lại không phải phàm nhân, những cái đó sự tình làm như vậy phức tạp làm cái gì? Dương Hạo thâm chấp nhận gật gật đầu. Thấy được Dương Hạo gật đầu, bên kia Triệu Hề Vũ phi thường vui vẻ, lôi kéo Dương Hạo bắt đầu thao thao bất tuyệt nói chuyện, quy, ngươi nói cái kia sinh cốc đang đang phương mang lại đây sao? Mặt trên thiếu cái gì, ta có thể giúp ngươi tìm được. Kia thật là quá phiền toái đại tiểu thư ngươi. Dương Hạo Phi thường xin lỗi nói. Không phiền toái không phiền toái, đều nói chúng ta là bằng hữu sao, như thế nào còn nói cái gì phiền toái không phiền toái. Bên kia triệu hề vũ xua xua tay, thoải mái hào phóng nói. Nàng đã là gấp không chờ nổi muốn nhìn đến sinh cốc đang đang phương. Nhà. Dương Hạo lấy ra tới sinh cốc đang đang phương cấp triệu hề vũ, nở nụ cười, cái này chính là. Phải không? Triệu Hề Vũ thật cẩn thận đôi tay tiếp nhận sinh cốc đang đang phương, phản phất là tiếp nhận cái gì thần thánh đồ vật giống nhau, xem bên kia tống chí có chút thịt mũi coi thường, Triệu Hề Vũ người này chính là như vậy, thích đồ vật quá kỳ quái, bất quá là một cái đang phương mà thôi, liền cao hứng thành như vậy, chính mình phía trước tặng Triệu Hề Vũ không ít thứ tốt nhưng không có thấy được Triệu Hề Vũ vui vẻ quá. Này mấy vị linh thảo thập phần khó được, bất quá ta Đông Dương phái vẫn phải có, còn có cái này. Cái này linh thảo nhưng thật ra không có nghe nói qua, Sương Mù Thảo. Sương Mù Thảo là cái gì? Thấy được đan phương mặt trên tư nhiên có chính mình không quen biết linh thảo, bên kia Triệu Hề Vũ Phi thường kinh ngạc. Cái này sương mù thảo nhất định là rất khó đến đi. Dương Hạo cười giải thích, cái này sương mù thảo là chúng ta bên kia một loại không đáng giá tiền linh thảo, tác dụng không lớn, bất quá là chúng ta bên kia đặc sản, cho nên ngươi không biết cũng là bình thường. Nguyên lai like là cái dạng này. Không biết ngươi thiếu nào mấy vị linh thảo, ta Đông Dương phái đều có thể đủ tìm được. Triệu Hề Vũ Nhiệt tình nói. Ta thiếu này mấy vị linh thảo, Dương Hạo tùy tiện chỉ mấy cái linh thảo. Này mấy cái Ân. Ừ. Chúng ta Đông Dương phái trên cơ bản đều có có sẵn, bất quá cái này hồng tuyết thảo chúng ta Đông Dương phái hiện giờ không có. Triệu Hề Vũ có chút xin lỗi cười cười, này hồng tuyết thảo sinh trưởng ở Nam Bộ Tuyết Sơn phía trên, bình thường thời điểm dùng không đến, lại không hảo bảo tồn, cho nên dù cho là Đông Dương phái, cũng không có bảo tồn, bất quá. Bất quá như thế nào? Dương Hạo hỏi. Bất quá muốn được đến hồng tuyết thảo cũng không phải thực khó khăn, đến lúc đó ta làm người đưa lại đây là được, bất quá yêu cầu một ít thời gian, không biết ngươi chờ không đợi lên. Triệu Hề Vũ hỏi. Dương Hạo cười cười, cái này, cũng không cấp, không biết muốn bao lâu. Triệu Hề Vũ nghĩ nghĩ, ước chừng nửa tháng thời gian đi. Không có vấn đề, thật là đa tạ, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi linh thạch. Dương Hạo nói. Bất quá là chuyện nhỏ, ta đông dương phái gia đại nghiệp đại, này đó linh thảo lại không phải cái gì khó được chi vật, tặng cho ngươi cũng là không sao, rốt cuộc, ngươi liền sinh cốc đang như vậy đang phương đều cho ta nhìn, ta còn có cái gì không thể đủ cho ngươi xem đâu. Triệu Hề Vũ cười hướng tới Dương Hạo chớp chớp mắt, sau đó hỏi, đúng không? Dương Hạo gật đầu, cũng là, đúng rồi, sinh cốc đan là rất khó luyện ra, ta trình độ chỉ sợ không đạt được, không bằng liền ngươi tới giúp ta đem. Chương 939, nếu không thể thành công. Nghe được Dương Hạo nói ra yêu cầu, Triệu Hề Vũ ngẩn người, ta sao? Là nha, ta tuy rằng biết rất nhiều về luyện đan phương diện đồ vật, đáng tiếc thiên phú hữu hạn, cho nên ta sẽ không luyện sinh cốc đan. Dương Hảo có chút ấy nấy nói. Triệu Hề Vũ nghe được Dương Hạo nói, không cấm do dự một chút nói, không phải ta không giúp ngươi, ta giúp ngươi là không có vấn đề, chính là cái này sinh cốt đang quá khó khăn, ta cảm thấy ta cũng không thể đủ nói là có thể đủ thành công. Không có quan hệ, ta tin tưởng ngươi. Dương Hạo nhìn Triệu Hề Vũ nói. Nghe được Dương Hạo như vậy tin tưởng chính mình, Triệu Hề Vũ phi thường cảm động, chỉ kém không có ôm Dương Hạo đùi khóc một đốn. Dương Hạo nghiêm túc nhìn Triệu Hề Vũ. Triệu Hề Vũ ở Dương Hạo dưới ánh mắt, gian nan gật gật đầu, ân, tốt, ta có thể thử một lần, nhưng là, ta cũng không biết rốt cuộc có thể hay không đủ thành công, nếu không thể đủ thành công. Ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ thành công. Dương Hạo nói. Triệu Hề Vũ nhìn Dương Hạo nghiêm túc bộ dáng, bất tri bất giác đã bị Dương Hạo nghiêm túc bộ dáng cấp cảm nhiễm, gật gật đầu, sau đó nói, ân ân, Hảo đi, ta thử một lần là được. Ân, tốt. Dương Hạo còn có Triệu Hề Vũ nói nói, liền xả tới rồi luyện đang mặt trên đi, hai người nói nói có nói không xong nói, Triệu Hề Vũ chỉ cảm thấy lâu hạn gặp mưa rào giống nhau, mà Dương Hạo cũng xác thật cảm thấy Triệu Hề Vũ là một cái rất có tiền đồ luyện đan sư. Nhưng là Tống Chí liền nghe không kiên nhẫn, Bất quá cũng may hắn cũng không phải nghe này đó lung tung rối loạn lại đây nhìn hai người nói chuyện phím khoảng cách tống chí đột nhiên đứng lên ngươi làm gì a à? nếu không phải tống chí đột nhiên đứng lên phỏng chừng triệu hề vũ đều quên mất còn có tống chí như vậy cá nhân quá nhàm chán ta đi đi một chút đi tống chí nói đi thôi đi thôi liền tại đây sân chung quanh đi một chút thì tốt rồi lạc đường ta cũng mặc kệ triệu hề vũ nói nàng hiện giờ đối dương hạo không có gì cảnh giác đối tống chí cũng đã không có tống chí mỹ tư tư đi ra ngoài Dương Hạo tiếp tục ở trong phòng cùng Triệu Hề Vũ nói chuyện, hai người nói nói, bất tri bất giác liền đến ngày hôm sau giữa trưa, tự nhiên nói chính chính một buổi tối. Thật sự là ngượng ngùng, chậm trễ ngày thời gian. Triệu Hề Vũ ngượng ngùng nhìn Dương Hạo. Dương Hạo nhìn Triệu Hề Vũ thanh viễn linh tú gương mặt, ôm nhu cười cười, ta cùng ngươi nói chuyện thật vui sướng, như thế nào có thể nói là chậm trễ thời gian đâu, nói nữa, ở ngươi nơi này, ta cũng học được rất nhiều ở sư phó nơi đó học không đến đồ vật. Nơi nào nơi nào, là ngươi nói làm ta được lợi không ít. Triệu Hề Vũ nói, hai người bất tri bất giác đến lại khách ký thật lâu dương hạo nhìn thời gian không sai biệt lắm phỏng chừng tống chí sự tình cũng làm xong rồi trực tiếp nói ta đi tìm một chút tống chí đi chúng ta phải đi ân ân hảo đi chậm trễ ngươi lâu như vậy triệu hề vũ nói nhìn dương hạo ánh mắt có chút lưu luyến không rời bất quá triệu hề vũ thực mau vẫn là phản ứng lại đây tống chí đâu hắn không phải nói chuyển vừa chuyển sao như thế nào còn không có trở về ta cũng không biết hắn đi nơi nào dương hạo thành thành thật thật nói chúng ta chạy nhanh đi tìm một chút nàng đi nói không chừng hắn liền lạc đường đâu. cái này tống chí thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, như vậy tiểu nhân địa phương tư nhiên lạc đường. nghe được tống chí có thể là lạc đường, triệu hề vũ nói. hai người lúc này mới đi tìm tống chí, sau đó liền ở nóc nhà thượng tìm được rồi hô hô ngủ nhiều tống chí. triệu hề vũ không chút khách khí đến đem tống chí cấp đánh thức. uy uy uy, tống chí, ngươi có phải hay không ngốc? nhà ta đến nóc nhà là cho ngươi ngủ sao? ngươi làm gì a? À? ta còn không có tỉnh ngủ đâu. ân, ừ, các ngươi như thế nào lại đây tìm ta? các ngươi nói xong tống chí mơ mơ màng màng nói triệu hề vũ trực tiếp đem tống chí từ nóc nhà mặt trên ném xuống tới sau đó nói nói xong ngươi cũng thật là không biết ngươi là như thế nào tu luyện tới rồi kim đan cư nhiên ở chỗ này ngủ làm sao vậy còn không cho người ngủ a à? tống chí bất mãn nói thiết triệu hề vũ lười đi để ý tống chí quay đầu nhìn dương hạo ân hồng tuyết thảo ta sẽ mau chóng làm người đưa lại đây còn lại linh thảo cũng đến lúc đó ta cùng nhau cho ngươi đi nửa tháng lúc sau ngươi lại đây là được ân tốt Dương Hạo mỉm cười, chúng ta đây liền đi rồi. Ân. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Triệu Hề Vũ có chút lưu luyến không rời nhìn Dương Hạo, đi theo Dương Hạo cùng nhau đưa Dương Hạo ra cửa. Ba người tới rồi cổng lớn lúc sau, Dương Hạo nhìn Triệu Hề Vũ rất có tiếp tục đưa đi xuống ý tứ, không cấm lập tức ngăn trở Triệu Hề Vũ, đối Triệu Hề Vũ nói, Triệu tiểu thư, được rồi, ngươi liền đưa đến nơi này đi. Ân ân, nửa tháng lúc sau ngươi nhất định phải nhớ rõ lại đây a. À. Ta sẽ ở tiểu đình tử bên trong chờ ngươi lại đây. Triệu Hề Vũ lưu luyến không rời nói, nói xong lại có chút ngượng ngùng nhìn dương hạo, đúng rồi, nếu có thể, chúng ta cũng có thể nhiều hơn giao lưu một chút, không cần phải một hai phải chờ tới rồi nửa tháng lúc sau gặp lại. Ân, ta có rảnh liền tới đông dương phái. Dương hạo miễn cười nói đến. Triệu hề vũ viễn chuyển nói một chút, cũng không có ôm bao lớn hy vọng, không nghĩ tới dương hạo cư nhiên nghe hiểu, còn tỏ vẻ muốn lại đây, như vậy triệu hề vũ phi thường cao hứng, trên mặt lưu luyến không rời lập tức biến thành vui vẻ. Ân Ân, ngươi lại đây cho ta nói một tiếng, ta tùy thời nên đón ngươi, dù sao ta cũng không vội cửa thủ vệ đệ tử nghe được triệu hề vũ nói chính mình không vội, không cấm mở to hai mắt nhìn, ai không biết triệu hề vũ là đông dương phái đệ nhất người bận rộn, tự nhiên nói chính mình không vội, này không phải nói dẫn sao? triệu hề vũ cũng không để ý hai người thái ộ, chỉ là nhìn dương hạo rời đi, trên mặt biểu tình một lần nữa biến thành lưu luyến không rời bộ dáng. sư muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? À? liền ở triệu hề vũ lưu luyến không rời thời điểm, một cái sáng sủa giọng nam nhớ tới, thấy được người tới, triệu hề vũ sắc mặt cũng không phải thực hảo, chỉ là nhàn nhạt nói đến, không có gì chỉ là tiễn đi một cái bằng hữu mà thôi bằng hữu ngươi lại bán cái gì trân quý đang dược nghe được triệu hề vũ nói lâm kiệt cười cười nói trên mặt biểu tình thập phần ôn nhu ôn nhu có thể tích ra tới thủy giống nhau lâm kiệt sinh thập phần không tồi người lại thập phần ôn nhu ở đông dương phái nữ đệ tử bên trong phi thường được hoan nghênh cơ hồ không có nữ đệ tử không thích lâm kiệt mà lâm kiệt lại đối triệu hề vũ yêu sâu sắc đối triệu hề vũ phi thường hiểu biết triệu hề vũ phi thường si mê luyện đan đem chính mình luyện đan thành phẩm trở thành chính mình bằng hữu cho nên mỗi lần bán đi đang dược, Triệu Hề Vũ lại là như vậy lưu luyến không rời, cho nên Lâm Kiệt mới như vậy hỏi. Chương 940, sư phó đã trở lại. Không phải. Đổi mới mau vô quảng cáo. Triệu Hề Vũ lạnh lùng nói như vậy một câu, liền trực tiếp xoay người rời đi, không cho Lâm Kiệt hỏi đông hỏi tây cơ hội. Mà Lâm Kiệt thấy được như vậy Triệu Hề Vũ, cảm thấy Triệu Hề Vũ thái độ có chút không thích hợp, không cấm nhìn Triệu Hề Vũ bóng dáng, sau đó nhíu mày. Thấy được Lâm Kiệt nhíu mày, bên kia hai cái đệ tử do dự một chút lúc sau vẫn là đối lâm kiệt nói sư huynh Tiểu thư tiễn đi, là đến Thiên phái Tống đạo trưởng Bằng Hữu. Tống đạo trưởng Bằng Hữu. Lâm Kiệt khó hiểu nhìn thủ vệ hai người, nghi hoặc hỏi. Hai người chạy nhanh gật gật đầu, là nha là nha, chính là Tống đạo trưởng Bằng Hữu, ngươi cũng không biết, tiểu thư đối Tống đạo trưởng này hai cái Bằng Hữu, nhưng hảo, ngày hôm qua đã biết bọn họ muốn lại đây, ở trong đình mặt đợi chính chính một ngày đâu. Nghe hai người ba hoa chích chòe miêu tả Triệu Hề Vũ đối Dương Hạo cỡ nào để ý, bên kia Lâm Kiệt nhăn chặt mày. Xem ra Triệu Hề Vũ đối người kia, là có điểm ý tứ a bên này dương hạo còn có tống chí đi ra ngoài lúc sau tống chí nhìn dương hạo bộ dáng không cấm khích lệ nói không nghĩ tới ngươi cư nhiên hiểu được nhiều như vậy cùng triệu hề vũ cái kia quái nhân đều có thể đủ hàng huyên một ngày một đêm ta cũng thật là bội phục ngươi liền như vậy đi dương hạo nhàn nhạt nói đến ta đối luyện đang biết đến có như vậy một ít bất quá đối luyện đang không phải thực cảm thấy hứng thú thôi đi kia những cái đó toàn bộ đều là ngươi diễn xuất tới bên kia tống chí khó hiểu hỏi ân ừ, tất cả đều là ta diễn xuất tới đi dương hạo nhàn nhạt cực cực đầu nhìn không ra tới ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy a à? bên kia tống chí nghe được dương hạo nói là diễn xuất tới không cấm trận to mắt nhìn dương hạo dương hạo ta tống chí liếc mắt một cái ta kỹ thuật diễn lại hảo không phải cũng không có ngươi hảo sao ngươi cư nhiên có thể trực tiếp ở nóc nhà thượng ngủ rồi tống chí nghe được dương hạo nói xua xua tay ta ở nóc nhà thượng ngủ rồi là thật sự nhàm chán ngủ rồi cũng không phải là diễn xuất tới nghe được tống chí nói dương hạo mày nhảy dựng phía trước hai người nói tốt kế hoạch cũng không phải là như vậy tống chí bất đắc dĩ buông tay không có biện pháp a, à, ngươi không biết, Đông Dương phái trưởng môn không ở, trưởng môn nơi địa phương lại có rất lợi hại cấm, ta cũng không có cách nào a à bất quá. Ta nhớ rõ có thể cởi bỏ chính hoa cấm, khẳng định cũng có thể đủ giải khai Đông Dương phái cái kia lão nhân cấm đi. Cái này, ta hẳn là có thể cởi bỏ đi. Dương Hạo gật gật đầu, sau đó nhìn Tống Chí, sau đó đâu? Chính là ngươi xem Triệu Hề Vũ là có thể phóng ta một người bộ dáng sao? Đến lúc đó chúng ta suy nghĩ biện pháp tìm cơ hội sao, dù sao hiện giờ Triệu Hề Vũ đối với ngươi phi thường mê luyến đến lúc đó còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì. Bên kia tống chí xua xua tay. Hảo đi, đến lúc đó ta đang xem đi. Qua hai ngày lúc sau, Dương Hạo cùng tống chí lại một lần đi triệu hề vũ nơi đó, triệu hề vũ quả nhiên phi thường nhiệt tình, nhìn Dương Hạo ánh mắt đều ở mạo phao. Dương Hạo ca, ngươi thật sự rất lợi hại, sư phó của ngươi cũng rất lợi hại đi, không thể đủ nhận thức ngươi sư phó, là ta tiếc núi. Bên kia Triệu Hề Vũ đối Dương Hạo thuận miệng nói cái gì sư phó phi thường chấp nhất thậm chí còn nhớ mãi không quên. Dương Hạo đối cái này phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ ha hả ngây ngô cười, rốt cuộc nơi nào tới sư phó. Này nửa tháng, hai người cũng coi như là đi cần. Tới rồi cuối cùng thời điểm, tống chí đều không muốn vào được. Dương Hạo hôm nay về tới rừng trúc, liền thấy được tần hút mắt trong mong đứng ở rừng trúc cấm cửa, nhìn cái gì? Dương Hạo đi qua đi, nhìn tần hút mắt trong mong ánh mắt, hỏi, ngươi không đi tu luyện, ở chỗ này làm cái gì? Không phải đang đợi la manh manh lại đây sao? Tần hút có chút ủ rũ cục đuôi. Chờ la manh manh lại đây, Nghe được Tần Húc nói, Dương Hạo có chút mộng bức, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. "Đúng rồi, chờ La Manh Manh lại đây, ngươi lần trước không phải nói sao? Muốn ta an ủi một chút La Manh Manh." Bên kia Tần Húc một bộ chính ngươi lời nói đều không nhớ rõ biểu tình nhìn Dương Hạo. Dương Hạo có chút hận sắc không thành thép, "Ta là nói cho ngươi đi an ủi La Manh Manh a, chính là ngươi chính là nam nhân, liền không thể đủ chủ động một ít sao? Ta thực chủ động được không?" Tần Húc không phục nói, "Ta ở chỗ này đợi La Manh Manh vài thiên, chính là La Manh Manh không có lại qua đây quá." ngươi sẽ không đi tìm nàng sao? Ta ra không được. Ha! Nghe được Tần Húc nói, Dương Hạo mộng bức, sau đó nghĩ nghĩ, Tống Chí cùng chính mình xác thật là không có đã nói với tới vận còn có Tần Húc, như thế nào mở ra cấm. Tống Chí phỏng chừng là lần đầu tiên đương sư phó, căn bản là không có nghĩ tới loại chuyện này, mà Dương Hạo cảm thấy sở hữu cấm đều rất đơn giản, căn bản là quên mất Tần Húc còn có tới vận không biết cấm lần này sự tình. Thấy được Dương Hạo mộng bức, Tần Húc kêu một tiếng, sư phó. Khụ khụ khụ, hảo, chạy nhanh vào đi thôi. Làm sao vậy sư phó, Tần Húc nhìn Dương Hạo sắc mặt có chút không thích hợp, đừng hỏi vào đi thôi. Đúng rồi, cấm chuyện này, ngươi như thế nào không hỏi tống chí? Này hẳn là hắn nói cho các ngươi. Dương Hạo nói, không thể không nói có chút trốn tránh trách nhiệm ý vị. Mà Tần Húc cũng không có phát hiện cái này, chỉ là có chút vẻ oải nói, ta năm lần bảy lượt đến muốn hỏi, chính là đều bị hắn đánh gãy. Ta cho rằng hắn không nghĩ nói cho ta, muốn cho ta còn có tới vận chuyên tâm ở rừng trúc ngăn cách với thế nhân tu luyện, cho nên mới. Cụ cụ cụ, cái này tống chí, tu luyện lại không phải khổ tu ngăn cách với thế nhân cái gì, đến thiên phái địa phương khác cùng ngươi giống nhau đệ tử rất nhiều, đến lúc đó ta nói cho tống chí giáo các ngươi cấm như thế nào khai, ngươi thực tới vẫn đi ra ngoài lúc sau, nhiều thực người khác giao lưu giao lưu. Dương Hạo ho khan vài tiếng nói. Ân ân. Tần hút vui cười mi khai gật gật đầu. Tới vẫn là ở trong nhà mặt thói quen, cũng coi như là chịu được tịch mịch, chính là Tần hút liền bất đồng, bình thường thời điểm, chính là các loại chơi bời lêu lỏng, không có việc gì chính là hoa mãn lâu sòng bạc. Hiện giờ tới vẫn đi tới nơi này lúc sau, càng thêm có thể dốc lòng tu luyện, chính là tần hút lại không được, đây cũng là tần hút không có tới vận lợi hại nguyên nhân. Thấy được tần hút bộ dáng A Dương Hạo lắc đầu. Tới rồi rừng trúc lúc sau, tới vận nhìn Dương Hạo, sư phó ngươi đã trở lại. Viễn nhi đồ ăn ta chuẩn bị tốt, ngươi có thể đi đưa cơm đồ ăn. Sư phó, tần hút lại là mắt trong mong nhìn Dương Hạo. Dương Hạo đầu tiên là hướng tới tới vận gật gật đầu, sau đó lúc này mới hỏi tới vận, tống chí người đâu? Hắn. Nàng ở trong phòng. Tới vận không tình nguyện nói, nói là lại tưởng cái gì rất nghiêm trọng sự tình. Tần Húc nói cái này lời nói thời điểm phi thường u ám, Tống Chí Trúc Xá có rất cường đại cấm, nếu không phải Tống Chí nguyện ý, Tần Húc còn có tới vận hai người căn bản là nhìn không tới Tống Chí ở bên trong làm cái gì.